Xin kính chào quý khán giả Người Việt TV. Có thể nói trong những ngày xuân, chúng ta không thể nào thiếu một cái điểm văn hóa đặc biệt của người Việt ở hải ngoại chúng ta tại Little Sài Gòn. Đó là buổi lễ diễn hành trên đường Bonsa. Đây là một cái truyền thống hàng năm và cũng là một cái ngày để chúng ta nhìn lại được những hình ảnh trưởng thành của người Việt ở hải ngoại. Chương trình năm nay đó với cái chủ đề là Xuân vươn lên. Nếu năm ngoái cộng đồng chúng ta lấy chủ đề là Xuân đoàn kết và phát triển thì chúng ta đã phát triển rồi. Chúng tôi muốn rằng năm 2016 Bính Thân sẽ là năm mà cộng đồng chúng ta vươn lên cao hơn, vươn lên mạnh hơn. Và mở đầu đoàn diễn hành ngày hôm nay đó sẽ là hình ảnh vua Quan Trung, muốn nhắc nhở đến tất cả đồng bào của chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại là khi tổ tiên của chúng ta quyết tâm làm chuyện gì thì dù cho cái việc đó nó có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng làm được. Bằng chứng là vua Quang Trung trong 10 ngày đưa quân đi bộ từ Trung ra Bắc, đánh thắng Hà Hồi, đánh thắng Đống Đa và đánh thắng Thăng Long, đuổi quân Tàu về nước. Thành thử ra chúng tôi muốn nhắc nhở người Việt của chúng ta rằng hãy noi theo gương tiền nhân chúng ta, đừng e ngại, đừng sợ. Bởi vì khi chúng ta quyết tâm điều gì, tổ tiên chúng ta đã làm được điều đó dù cho việc đó có khó lên bằng lên trời. Cảm ơn anh và chúng tôi xin kính chúc tất cả quý khán thính giả của Người Việt Online một năm mới an khang và thịnh vượng. Thật sự là không những là mình xúc động mà mình còn vẻ vang, thấy rất là hãnh diện với cộng đồng Việt Nam mình, với lại trước cộng đồng của Mỹ. Tại vì chưa bao giờ mà mình cộng đồng của mình ra tham dự đông đảo như thế này mà rất là vui vẻ và rất là đoàn kết. Thành ra chúng tôi thật là hãnh diện với cộng đồng Việt Nam mình. Kính thưa quý vị, mình nhìn thấy nhiều những thế hệ trẻ bây giờ họ cũng tham dự trong diễn hành và trong chợ Tết, và mình thấy bây giờ không phải chỉ là một chương trình cho cộng đồng Việt Nam không thôi mà mình thấy rất nhiều các sắc dân khác họ cũng tham dự có mặt và trong những chương trình của mình cho ngày Tết. Và sau 41 năm mình qua Mỹ, mình lần đầu tiên mình càng thấy cái không khí của mùa Tết, cái nóng lực trong lòng mình, giờ mình nhớ tới ngày xưa. Và nhất là mình nhìn thấy cảnh có cây, giờ có pháo. Đây lần đầu tiên mình có diễn hành và trên báo, trên đường Bosa. Thành ra chúng tôi rất là hãnh diện. Và sự có mặt ở đây là việc này sẽ làm được như này. Nó nói lên cái đoàn kết của cộng đồng chúng ta và cái sức mạnh và thực sự là cái trưởng thành của cộng đồng chúng ta. Dạ, chúng tôi thấy là gợi cho tôi một cảm hứng và nhớ lại quê hương về xưa, cách đây 40 năm về xưa. Và nhất là những cái bài chào cờ hay là tất cả những cái đồng hương mà tập hợp đung đổ ở đây thì chúng tôi cảm thấy là sống lại những ngày mà còn là bên quê nhà. Và thì đó là những cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hãnh diện, là người Việt Nam mà tất cả đa số là thấy những cái bạn trẻ mà tập hợp ở đây cũng như đồng hương mà tụ họp ở đây thì chúng tôi thấy rất thấy là hãnh diện mà mình sống trên đất khách quê người mà được tập hợp đông đủ như thế này là một cái điểm hãnh diện vô cùng. Truyền thống tổ tiên bao đời, người Việt dù xa quê hương, chúng ta đi mang theo quê hương, mang theo đất nước thiêng của vua Hùng bao năm dựng nước, giữ nước. Trong chương trình diễn hành Tết Bính Thân 2016, diễn hành Tết Bính Thân 2016. Xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
nghi thức cắt băng khánh thành vừa xong. Các học khu khác của các em học sinh